Hello, xin chào mọi người. Mình là Han đây. Thì hôm nay là một video chủ đề ngủ không được. Đấy. Thì nay cũng có gần 5 giờ sáng à. 4 giờ 56. Thì khi mà thường giờ này lâu lâu tôi cũng thức tới giờ này bình thường, hoặc thức tới sáng luôn tôi ngủ. Nhưng mà nằm xuống khó chịu trong người. Và cái nguồn cơn của sự khó chịu này cũng không phải là do mình làm công việc cho tới gì đó khác. Thì sáng hôm qua thì lúc 10 11 giờ đó, đang ngủ thì có đồng nghiệp cũ bên công ty gọi điện về kêu gọi là rủ mình về làm lại công ty cũ. Thì mình cũng có lúc đó mình cũng đang ngủ lịch sự thôi, mình cũng hứa hẹn lại là mình sẽ chỉ gặp mặt rồi kêu là mình cũng đang trong thời gian mình thất nghiệp, nói chung là mình làm tự do thì gọi về làm công ty cũ thôi. Thì khi mà mình cũng kêu hẹn gặp thứ năm mình sẽ gặp. Nhưng mà khi mà ngồi like xong đó, rồi cả một ngày trời mình ngồi mình suy nghĩ lại ngồi mình suy nghĩ thì cũng có nói với mấy anh em mà khi mà tôi đi làm đó, tôi bệnh tật là như thế này thế kia, rồi trong quá trình làm tôi bị phát sinh nhiều thứ ABC XYZ như thế này. Và khi mà tôi quyết định tôi nghỉ việc cũng gần 5 rưỡi, 5 rưỡi 2 năm, khi mà mình từ bỏ một cái công việc gì đó lúc mà mình đang ở một cái gọi là cũng không phải đỉnh cao rồi đó, một cái thứ gọi là ổn định so với những người bạn bè cùng trang lứa của mình, thì mình quyết định mình nghỉ. Và sau khi một thời gian mình nghỉ rồi thì công ty bắt đầu gọi là cái này chỉ nghe nói thôi, người kêu là ổn định rồi bắt đầu lương bổng rồi nó cũng ok, không nợ nần gì nữa. Thì khi mà ngồi tôi suy nghĩ hoài tôi mới đắn đo là cái nơi mà khi ngày xưa mình làm việc và mình bị rối loạn tiền đình, rồi là bị stress, rồi bị trầm cảm nặng khi mình làm ở nơi công việc đó. Mặc dù lương nó cũng rất là ổn định, cao thì cũng không cao quá, ổn định. Rồi cái nơi đó cũng là cái nơi mà ơn nghĩa cũng nhiều, nuôi tôi ăn học. Và khi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài mình có nên về lại cái chỗ đó hay không, thì trằn trọc hoài mình suy nghĩ về năm nay mình cũng 26 27 tuổi rồi. Thì chẳng lẽ mình cứ gì hoài, không gia đình, không bạn bè, không gì hết, rồi không sự nghiệp nữa, tương lai sẽ như thế nào, hay là như thế này là ổn rồi. Đi làm tự do, đủ ăn, đủ sống, rồi tối live stream, rồi nói chuyện cho vui. Rồi nếu như bây giờ mình đi làm lại, thì mình sẽ bước vào cái chỗ mà, cái nơi mà cái hố sâu mà nơi mà mình đã cố gắng mình vượt qua, cố gắng mình bơi ra rồi mình được cái con người như bây giờ, mình thoải mái mình sống như bây giờ. Mặc dù thì mọi thứ nó tiện tặng hơn, nó khó khăn hơn, nhưng mà cuộc sống nó thoải mái hơn, nó vui vẻ hơn. Bây giờ nếu như mình quay làm lại thì mình sẽ như thế nào, mặc dù là bây giờ đang nợ nần, đang thiếu tiền người này thiếu tiền người kia. Không nhiều, thật sự nó không nhiều, đi làm thì từ từ cũng trả được thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình quay làm lại, mình sẽ có một cuộc sống văn phòng, một cuộc sống công sở, mặc vest đi làm, sáng 8 giờ đi làm, chiều 6 giờ về, rồi cái kiểu làm việc nó sẽ văn phòng thì nó sẽ sang hơn, cũng người nó sẽ thay đổi. Hay là mình chấp nhận về công việc rồi ngồi mình làm, đi làm tự do. Nay đây mai đó, lúc ăn ngon lúc thì thiếu, thì ngồi tôi có chằn chọc hoài mình suy nghĩ cái công việc mà, thì mình cũng chứng kiến rồi những người ở công ty khi mà mình nghỉ đó mình quay lại mình làm họ dòm ngó rồi như thế này như thế kia. Nếu như mình mặc kệ mình làm thì ok cũng được, không được thì mình làm lại cũng được, mình cứ nghỉ thôi. Nhưng mà cái hố đen ngày xưa mình lại chui vô lại, xong rồi mình lại bệnh tật, xong rồi mình lại chờ chết, xong rồi mình lại bệnh. Nếu tính ra ở thời điểm hiện tại một ngày thì mình chỉ gọi là ăn bao nhiêu đó, mình lúc ngày xưa mình đi làm mình uống cũng bao nhiêu viên, mình uống một ngày mình uống sáng bao nhiêu viên thuốc đó, tổng 5 6 viên. Thì sau khi mình nghỉ làm bây giờ mình ít uống thuốc lại, mình chỉ uống thuốc bổ thôi, tối mình về mình cũng không cần uống thuốc ngủ nữa.
nhiều lúc mình thức đêm mình ngồi mình chơi game hay là mình làm một thứ gì đó, mình không cần nghĩ là cái câu chuyện là ngày mai mình viết báo cáo, ngày mai mình viết câu trả lời là em khách hàng báo cáo, khách hàng báo cáo chỉ tiêu này ABCXYZ nó làm sao. Thì khi mà ngồi mình suy nghĩ hoài, nếu mà bây giờ mình ngồi mình bước chân mình đi làm lại, mình dắt xe ra như bao con người bình thường khác, mình đi ngồi mình đi làm, thì mình nên chọn một công việc khác hay là mình quay về cái hố đen đó, mình lại chui vô đó lại mình làm với những con người đó, một sếp một lính và những câu trả lời khách hàng KPI doanh thu và làm sao để bán được hàng. Mình phải ngồi mình chằn chọc, mình suy nghĩ hàng ngày cách viết báo cáo, cách vẽ vời, cách bóc phét thiệt, ngồi mình ngủ không được thiệt. Khi mà mình suy nghĩ công việc đó là đáng ra thì mình nên từ chối ngay từ khúc đầu, mình nên từ chối ngay từ khúc đầu, lúc ngồi live hôm nay, cả hôm nay mình cũng ngồi mình suy nghĩ, mình chằn chọc về việc đó. Lớn thì cũng lớn rồi, cũng già đầu, cũng chạm mốc, sắp chạm mốc 30 rồi. Ở những tuổi mình người ta làm cùng ngành nghề với mình, trước đó người ta làm cùng ngành nghề với mình, giờ người ta có vợ có con có sự nghiệp hết rồi, thì bây giờ câu chuyện ở đây thì mình có nên tiếp tục về lại cái chỗ đó hay không, hay là mình bắt đầu một cái mới, hay là như thế này là ổn, làm sống vì đam mê hay là sở thích hay là sự nghiệp trong tương lai. Thì ngồi cứ suy nghĩ hoài xàm xàm lại như đó, ngồi ngủ không được thiệt. Lúc mà ngồi ngồi suy nghĩ không biết như thế nào, những người tầm tuổi mình giờ này người ta có gia đình có con hết rồi, hay là những người tầm tuổi mình giờ này còn thất nghiệp, kinh tế nó sẽ khó khăn, có một cái công việc thì gọi là thứ gì đó gọi là nó sẽ tốt hơn rất nhiều người. Việc nhiều bạn kêu giờ này mình ngồi mày than, nhưng mà chọn lựa công việc mà tối về ngủ không được, làm cũng không xong. Nhiều bạn kêu bây giờ kinh tế nó khó khăn, thất nghiệp đầy, hay là mình chọn đại một công việc đi làm đi, có tiền là may lắm rồi, nhưng mà đời nó khó lắm mấy bạn, có tiền xong rồi về bệnh tật, tối về đặt cái lưng xuống gối ngủ không được. Nhiều bạn nào bị gọi là bị overthinking ấy, bị stress nhiều hay bị suy nghĩ nhiều thì các bạn mới hiểu được, khi mà làm quyết định nhiều cái nó ảnh hưởng. Giờ đi làm cũng mức lương mình sẽ giải quyết được nhiều thứ, mình sẽ thoải mái hơn, thay vì bây giờ mình ngồi mình chơi game, còn mình làm streamer, mình làm nội dung, còn bây giờ mình nghỉ việc stream, mình nghỉ việc làm nội dung, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình đạp tự game, mình tiêu tiền nó sẽ sướng hơn rất là nhiều so với cái việc mà phải ngồi làm nội dung kiếm vài trăm nghìn mỗi tháng, thì nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Thì đây không phải là clip podcast nha, chỉ là gọi là ngồi chia sẻ tâm sự của một người. Với mai năm mới thêm một tuổi mới thì đầu năm nó sẽ có gọi là nhiều nhiều cái gọi là cái biến cố. Lúc mà đi làm á, mình lúc mà mình đi làm á, mình sẽ được gọi là nhiều lời kêu gọi, nhiều lời mời, nhưng mà khi mà mình nghỉ rồi, hoặc là mình out ra khỏi cái gọi là cái vòng tròn và cái vùng an toàn thì những người đó lại quay lưng đối với mình. Nhưng mà khi mà bây giờ ấy gọi là lúc mà bạn có, bạn rất nhiều lời kêu gọi, rất nhiều lời mời, rất nhiều sự cám dỗ, người này mời bạn, người kia mời bạn, nhưng mà khi bạn out ra khỏi cái vùng an toàn rồi thì nó sẽ lại khác đó. Thì đáng ra là hôm nay mình nên từ chối ngay từ lúc đầu. Mấy hôm nay mình phải từ chối từ đầu, không phải là mình chảnh hay từ gì đâu nha, mình không phải là mình coi mình là một cái vì sao mà người ta cần mình, không cần mình người ta vẫn tồn tại được. Không cần tôi ở đây công ty vẫn sàn giao dịch, công ty vẫn tồn tại được tới bây giờ.
Nhưng mà khi mà bây giờ mình đi về mình làm lại thì con người mình nó sẽ gọi là thay đổi như thế nào, nó sẽ ra làm sao trong cái giai đoạn mà mình ở đây hiện tại, tôi đang hiện tại sau 2 năm mà tôi nghĩ rồi là 2 năm thất nghiệp đi, thì nó so với mình ở thời điểm hiện tại và khi mà mình đi làm, mình kết trở về lại con người như cũ thì không, một con người mà phải suy nghĩ, phải hàng ngày phải đấu tranh với báo cáo và doanh thu chỉ số, và đôi khi mình có, tôi ở lúc này tôi làm nó suy nghĩ là tôi có phải là một thằng hèn hay không, thì tôi có phải là một thằng hèn hay không, có hèn quá hay không khi mà tôi không dám đối mặt với sự thật. Cũng biết bao nhiêu con người đó cũng bằng tuổi tôi, cũng hai chân hai tay như thế này, người ta hàng ngày người ta đi ra ngoài đường người ta bon chen, người ta lừa đảo nhau, người ta chém giết nhau, người ta lừa lọc nhau, người ta dùng đủ mọi thủ đoạn để người ta kiếm được tiền, để người ta sinh tồn. Mà mình ngồi đây mình còn đang phân vân khi mà mình có nhiều cơ hội hơn những người khác. Thì bây giờ ngồi đây tôi suy nghĩ rất là nhiều. Đáng ra là lúc mà tôi cuộc gọi điện tôi nên từ chối, nhưng mà khi tôi lỡ hẹn rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tôi không biết sẽ đối diện như thế nào nếu như mà mình đi làm lại, gặp lại những con người đó, vẫn môi trường đó, vẫn công việc đó, vẫn sản phẩm đó, và những khách hàng đó, và những câu trả lời câu hỏi hàng ngày đấy. Thay vì mỗi ngày tôi làm này có thể mỗi ngày hiện tại thì có thể có công việc, có thể không có, nhưng mà tôi biết một ngày tôi đăng video, tôi chơi game, tôi đăng video này, tôi đăng video kia, và tôi làm nội dung cho cộng đồng khi mà chơi game, và tối 8 giờ tôi lên tôi ngồi tôi chơi game cùng với mọi người, chia sẻ mọi người, hay là đi làm văn phòng về xong rồi 6 giờ về tới nhà tắm rửa, 7 giờ ngồi này suy nghĩ là hôm nay mình sẽ ăn cái gì và mình làm báo cáo hay chưa, rồi khi mà mình đem cái tâm trạng mệt mỏi đó mình lên công ty thì mình sẽ như thế nào. Vì clip này nếu mà mấy em coi thì mấy em sẽ coi một thanh niên thất bại trong cuộc sống, thiệt thất bại, trong gọi là không gia đình, rồi là không sự nghiệp, rồi không có chí tiến thủ, một thằng hèn không dám đối mặt với sự thật, không dám đối mặt với những cái mà mình đã quyết định. Thì clip này ai mà ngồi coi tới đây, mọi người công nhận coi tôi xào cũng hay, nhưng mà hy vọng thì có những người đang cùng cảnh ngộ như tôi, hoặc là những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, hoặc là đang đi làm, hoặc là đang đi học và chuẩn bị ra trường, thì các bạn xác định cái mục tiêu, một cái gọi là cái định hướng cho tương lai, không chỉ vì bản thân mình trước, phải vì bản thân mình trước nha, đừng vì ai hết, đừng vì cha vì mẹ hay vì người yêu, đừng vì gì hết, phải vì bản thân mình trước nha. Bản thân mình phải biết mình thích cái gì, bản thân mình làm cái gì, chứ không thôi nếu như ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi chỉ gọi là sống cho qua ngày, khi mà tôi ngủ tôi nhắm mắt và tôi mở mắt dậy thì tôi chỉ gọi là cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi sống thêm một ngày nữa vậy, như vậy. Còn các bạn thì là các bạn trẻ, các bạn còn gia đình, còn cha còn mẹ, còn anh chị, còn em, còn bạn bè và mọi thứ hoài bão bạn cần để bạn gọi là định hướng trong tương lai của bản thân mình, nhiều người khác. Thì khi mà bạn quyết định thì bạn phải chấp nhận cái sự thật đó, thì phải như mà lúc đó là tại vì buổi sáng ấy, thì em biết rồi, tôi ngủ nó mới tỉnh táo trong nhiều cái quyết định, nhưng mà khi mà mình suy nghĩ nhiều, đáng lẽ là cái việc đó lúc mà tôi ngồi cả ngày hôm nay tôi không suy nghĩ việc đó, tại vì tôi bận bịu, nhưng mà khi tôi chuẩn bị đi ngủ rồi
mọi thứ nó ập về, nó mệt, nó giống như câu chuyện suy nghĩ là như ngày xưa. Ừ, tôi ngồi bây giờ là tôi suy nghĩ là sáng hôm nay mình phải lên mình ngồi mình báo cáo thứ gì, mình làm cái thứ gì cho ngày mai. Đấy. Nhưng mà chia sẻ một chút về một người sau một thời gian cũng nói là thất nghiệp, thất nghiệp cũng đúng, lúc có lúc làm, vẫn làm ngày làm đêm, nói chung là kiếm tiền cũng nhiều nhưng gọi là không có tương lai, thì không có tương lai thì sẽ đúng thôi. Thì các bạn ở thời điểm như tôi và trong tương lai sẽ có lúc các bạn gọi là mong luôn, nhưng tôi hy vọng sẽ bản thân tôi và những người giống tôi sẽ tìm được một thứ gì đó để mình định hướng lại trong cuộc sống mình, mình đặt ra mục đích để mình tồn tại ở tại cái thời điểm này nó sẽ là cái gì. Thì cũng gần Tết rồi, tính ra cũng 3 năm 2-3 năm, năm thứ ba chưa về quê. Thì rồi cái việc mà những thứ mà mình quyết định đúng đắn hay là không, không hối hận nha, một trong mỗi thứ mà mình quyết định năm hối hận, nhiều lúc cũng có hối hận, em cũng có hối hận, nhưng mà không hối hận theo kiểu là mình luyến tiếc những thứ mình quyết định mình đã làm. Đấy. Ok, luôn là mình lịch sự, mình chốt, mình vẫn hẹn người ta, mình trao đổi, mình nhẹ nhàng mình trao đổi được thì hợp tác trên mối quan hệ win-win, mình win-win giữa người với người, giữa mình với cuộc sống và mình với tương lai sau này. Khi mà lỡ sau này mình có bệnh tật, mình có nằm trên giường bệnh hay là mình có bị một cái thứ gì đó trong tương lai, thì mình cũng sẽ chấp nhận đó là những thứ mà quá khứ mình đã quyết định mình làm, và khi mình tương lai thì mình sẽ gọi là chấp nhận và mình chịu cái hậu quả. Đấy. Rồi, ok, đó gọi là một trong những cái gọi là clip tự sự thôi. Nay ngày 1 tháng 10 năm 2024, còn mấy ngày nữa tới Tết thôi, nhìn thôi 20 ngày nữa sẽ qua sẽ lại tới Tết, giờ cũng một năm trôi qua rồi, mình đã làm được cái gì, bản thân mình và những người xung quanh mình và gia đình của mình. Đấy. Mình có thực sự mình có phải là người khi mà ở trên mạng xã hội hay là mình chơi game, mình thực sự mình có phải là ảnh hưởng gì đến người khác hay không, là mình có mang lại cái tiêu cực hay là một cái hình ảnh xấu đối với người khác hay không. Ở đây mình không phải, tôi không phải nói là tôi là một idol hay thứ gì đó nha, tôi chỉ là chia sẻ cái quá trình tôi chơi game, tôi trải nghiệm game cho mọi người. Nhưng mà khi mấy bạn xem tôi, mấy bạn có thấy ảnh hưởng và có cảm thấy khó chịu hoặc là có gọi là một cái tấm gương xấu khi nhìn vào một người, một cái thế hệ 9X như thế này hay không? Đấy. 5 giờ ngồi nói chung mà suy nghĩ khá nhiều thứ, suy nghĩ khá nhiều thứ về bản thân rồi gia đình, rồi ngủ được. Cái mà đáng lẽ là mình nên ngay từ đầu mình từ chối, lúc đó mình buổi sáng mình cũng tỉnh táo, nhưng mà khi mà mình ngồi mình suy nghĩ lại thấy nó nhiều vấn đề. Khi mình quay lại, mình có bước chân vô lại cái vũng bùn mà ngày xưa mình đã cố gắng mình thoát ra hay là không. À, cho mình một vài phút chia sẻ thì ngồi nói ra như thế này nó sẽ đỡ áp lực rất là nhiều. Khi mà bản thân mình cảm giác mình bị bế tắc quá thì trong cuộc sống, trong công việc, hay là mình không thể giải quyết dứt khoát một cái vấn đề, nhiều thứ tại vì phải nói ra, phải làm, phải giải quyết, chứ để lâu thì nó sẽ bị gồ cho chết và nó bệnh nó sẽ tái phát lại. Nó giữ trong lòng thì nó sẽ không hay, nói ra thì nó sẽ tốt hơn cho bản thân. Đấy.
Ok, vậy thôi.